chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 5, Tòa án Nhân dân huyện Định Quán Đồng Nai tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Dương, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi và Hoàng Văn Tính, người lái xe khách gây tai nạn, làm 5 người tử vong, 4 người bị thương. Vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm 5 người tử vong, Tòa trả hồ sơ yêu cầu làm rõ đồng phạm. Mở đầu phiên xét xử thẩm phán Phạm Thanh Thái, chủ phiên tòa, đã cho quay trở lại phần thẩm vấn, tranh luận và chất vấn bổ sung về việc thực hiện đo nồng độ cồn, kiểm tra giấy phép lái xe cũng như việc nhận lệnh trước khi xuất phát đối với tài xế Hoàng Văn Tính tại bến xe Đà Lạt và đối tượng trưởng ca Nguyễn Thị Anh Trâm. Sau khi nghe trưởng ca Nguyễn Thị Anh Trâm khai báo các quy trình, hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi đối với tài xế Hoàng Văn Tính, phó giám đốc Lê Dương và nghe các luật sư đại diện Viện Kiểm soát trình bày quan điểm vụ án trên cơ sở đó thay mặt hội đồng xét xử chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố trả hồ sơ yêu cầu viện kiểm sát tiếp tục điều tra bổ sung vì thiếu chứng cứ xác định việc giao nhiệm vụ của bị cáo lê dương trong quá trình ký lệnh vận chuyển hành khách thiếu chứng cứ liên quan đến việc xuất trình giấy phép lái xe của bị cáo hoàng văn tính với nguyễn thị anh trâm khi giao xe từ đà lạt có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với bị cáo lê dương trong vụ án Trước đó vào ngày 16 tháng 5, Tòa án Nhân dân huyện Định Quán mở phiên tòa sơ thẩm xét xử phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi Lê Dương và tài xế Hoàng Văn Tính lái xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm tử vong 5 người, 4 người bị thương tại huyện Định Quán vào dạng sáng ngày 30 tháng 9 năm 2024 tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Định Quán đề xuất mức phạt từ 2,6 đến 3 năm tù đối với bị cáo Lê Dương và từ 12 đến 13 năm tù đối với bị cáo Tính. Hội đồng xét xử đã nghị án trong nhiều ngày và dự kiến tuyên án vào chiều ngày 20 tháng 5. Theo cáo trạng, Hoàng Văn Tính là tài xế hợp đồng lao động với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi hay còn gọi là công ty Thành Bưởi, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, do ông Lê Đức Thành giữ chức vụ giám đốc và Lê Dương, con trai ông Lê Đức Thành giữ chức vụ phó giám đốc. Mặc dù bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 5 tháng 11 năm 2023, nhưng vào lúc 0 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2023, tài xế Hoàng Văn Tính vẫn điều khiển xe khách biển số 50F00483 đi từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Đà Lạt. Khi đến km 48 trên quốc lộ 20, đoạn qua ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, do không giữ được khoảng cách an toàn, xe khách do tính điều khiển đã va vào đuôi xe tải đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau va chạm, tính đánh tay lái điều khiển xe khách sang bên trái, thì tông vào xe khách 16 chỗ, lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm 5 người tử vong, 4 người bị thương. Kết quả xét nghiệm của bệnh viện sau tai nạn cho thấy nồng độ cồn trong máu của tính ở mức 3,35mg trên 1 lít khí thở vượt quá quy định cho phép. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Định Quán xác định Lê Dương là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển hành khách của công ty Thành Bưởi nhưng không tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe, đo nồng độ cồn theo quy định, dẫn đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc nêu trên về trách nhiệm dân sự, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, công ty Thành Bưởi đã bồi thường cho gia đình các nạn nhân với tổng số tiền là hơn 2,7 tỷ đồng. Cáo trạng cho biết, trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hồ Hữu Tùng 43 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, trưởng phòng nhân sự và trưởng phòng quản lý vận tải công ty Thành Bưởi là người trực tiếp phụ trách hoạt động kinh doanh vận tài, quản lý bộ phận điều hành, Nguyễn Thị Anh Trâm 40 tuổi ở Lâm Đồng trưởng bộ phận tiếp nhận khách có trách nhiệm buộc phải biết tài xế có đảm bảo các điều kiện cần thiết về giấy phép lái xe, nồng độ cồn trước khi giao xe. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công việc được phân công, Tùng và Trâm đã không tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe, không đo nồng độ cồn đối với lái xe Hoàng Văn Tính và vẫn giao xe cho Tính. Do chưa đủ căn cứ để xác định vai trò đồng phạm của Tùng và Trâm trong vụ án, nên cơ quan điều tra tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ xử lý sau. Nói về bất cập trong công tác quản lý xe kinh doanh vận tải, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng, thời gian qua vẫn liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải hành khách. Điều này cho thấy công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô còn một số điểm hết sức đáng quan tâm. Liên quan đến vi phạm của xe thành bưởi, trong đó có việc bị tước phù hiệu tổng số lên tới 246 lần, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận định công tác quản lý nhà nước ở địa phương còn hạn chế ông quyên nói địa phương chưa thường xuyên giả soát thông tin ghi nhận trên hệ thống dữ liệu giám sát hành trình để chấn chỉnh thông qua công tác cấp phù hiệu biển hiệu và thanh tra kiểm tra hàng năm về phía doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức chưa bố trí người trực theo dõi chấn chỉnh với lái xe vi phạm cũng liên quan đến nội dung này, tại Hội nghị trực tuyến Toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hôm ngày 10 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cũng đã yêu cầu các đại biểu thẳng thắn, mổ xẻ các bất cập. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai vừa qua, ngoài nguyên nhân do lỗi trực tiếp của tài xế, Bộ trưởng Thắng cũng thẳng thắn nêu ra trách nhiệm gián tiếp trong công tác quản lý nhà nước. Ông cho biết vụ tai nạn giao thông tại Đồng Nai cho thấy cấp bất cập. Xe khách của công ty vi phạm với nhiều xe bị tước phù hiệu, tổng số lên tới 246 lần. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, vậy việc tước phù hiệu có thực sự có hiệu lực không? Phải có những chế tài mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn từ việc thu hồi giấy phép cho đến chấm dứt, cấm vĩnh viễn kinh doanh trong lĩnh vực này vì quá coi thường pháp luật. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan chuyên môn của Bộ phải sớm hoàn thiện các quy định pháp luật. Từ thực trạng thời gian qua, có nhà xe bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu cả trăm lần, như nhà xe thành bưởi 246 lần. Ông Khuất Việt Hùng cho rằng điều lạ ở đây là doanh nghiệp đó vẫn hoạt động bình thường. Ông Hùng phân tích, như vậy rõ ràng quy định hiện hành có lỗ hỏng về thời hạn thu hồi phù hiệu, biển hiệu, dẫn đến doanh nghiệp không sợ. Theo ông Hùng, nếu quy định thời gian thu hồi phù hiệu biển hiệu 30 ngày thì xe kinh doanh phải nằm bãi một tháng. Ông Khuất Việt Hùng thông tin, đấy là uy hiếp trực tiếp đến lợi ích kinh tế của chủ phương tiện. Rõ ràng mục tiêu của chế tài đưa ra không phải để xử phạt, mà là lời cảnh báo gian đe để chủ doanh nghiệp phương tiện có trách nhiệm hơn. Chủ doanh nghiệp sẽ thực hiện nghiêm các quy định về quản lý xe, quản lý phương tiện trong quá trình kinh doanh vận tài. Bởi không vi phạm, không tai nạn thì không bị tước phù hiệu. Đây là vấn đề cần sớm hoàn thiện. Các đơn vị chức năng phải vá chám những lỗ hỏng trong các quy định của pháp luật hiện nay, thực hiện theo đúng tinh thần của Thủ tướng, sai đầu sửa đó, làm nhanh nhất có thể để chúng ta có thể hoàn thiện từng bước các quy định của pháp luật. Ông Hùng cho rằng, quan trọng nhất là ngăn ngừa để không xảy ra vi phạm, giảm thiểu vi phạm thì sẽ giảm thiểu tai nạn. Theo ông Khuất Việt Hùng, Tới đây cần hoàn thiện các phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để phục vụ tốt công tác giám sát trực tuyến thay vì hậu kiểm như hiện nay. Mục đích cảnh báo trực tiếp với các doanh nghiệp, đặc biệt là gửi trực tiếp các thông tin xe vi phạm đến lực lượng thực thi nhiệm vụ trên đường để ngăn chặn các hành vi vi phạm của tài xế. Ông Hùng nhấn mạnh, cái này rất quan trọng và cần làm ngay để chúng ta ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm không để nó tiếp diễn chứ không phải dùng công nghệ này chỉ để phục vụ trích xuất dữ liệu khi tai nạn đã xảy ra. Hiện vụ tài xế xe khách thành Bưởi gây tai nạn làm 5 người tử vong vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.